C của nó. Nước cất thì cái C phần trăm bằng gì? Không có chất tan. Nước cất thì không có chất tan thì nồng độ của nó bằng nhiêu? Nó không rồi. Nước cất không có chất tan thì nồng độ là không, 95%, 0%. Thế cái nồng độ chung của hai cái sau khi trộn là gì? 50, 50%. Thế cái đầu này sẽ là cái to rồi cái nhỏ, vậy biết cái nào chưa? 50 trừ 0 được 50, 98 trừ 50 thì còn gì nhỉ? 48. Vậy đó cái lập tỉ số. Cái này chứ cái này bằng này chứ cái này. Đấy, vậy thì các em nhẩm luôn là cái này sẽ bằng gì? Nhân chéo và chia thẳng đúng không? X sẽ bằng cái này nhân này và chia này. Đấy. Các em biết nhân chéo chia thẳng chưa? Cái này trên cái này bằng cái này, vậy thì cái x này sẽ bằng cái này nhân này chéo này và chia thẳng. Vậy thì sẽ bằng là 156,25 nhân 48 là chia cho 50, bấm máy tính đi. 150 đúng không? Các em thấy nhanh hơn không? À, nhanh hơn rất rất nhiều nếu như mà các em đã hiểu, đã làm thành thạo. Nào Diệp, Diệp hỏi gì em? À đây nhá, cái đầu tiên là C phần trăm của dung dịch một này, cái này C phần trăm dung dịch hai này, thế ở giữa là C phần trăm chung sau khi trộn này. Thế cái đầu này đấy, cái đầu này là cứ lấy cái to trừ cái nhỏ để ra cái đầu này. Đây nhá, từ cái này này ra đây này, ra đây này, thì cái giá trị ở đây là bằng cái to trừ cái nhỏ. Cái này to, cái này nhỏ thì em biết cái nào trừ đi chưa? 98 là to và 50 là nhỏ, thì em lấy 98 trừ 50 thì ra 48, em hiểu chưa? Thế còn cái đây em biết vì sao ra 50 chưa? Nó lấy cái gì nhỉ? 50 trừ đi 1 đi 0 lại đây, tổng quát như này. Em hiểu chưa? Đấy, sau đó thì lẽ ra thầy có một cái bước nữa để hơi tắt một chút. 156,25 và chia cho gì? Cho x bằng cái gì? À, bằng 50 chia cho 48, cái đó các em mới suy ra x bằng cái này nhân này và chia cho 50. Được chưa? Đấy, bạn nào mà chỗ nào mà chưa rõ các em cứ hỏi thầy. Hỏi trực tiếp thầy thì nó sẽ rõ hết. Đấy thì các em sử dụng cái này thì nó chỉ mất khoảng 10 15 17 giây thôi. Đấy, thế còn làm cái cách này thì nó hơi lâu. Nó phải nghĩ đau đầu đúng không? Làm cái này thì không phải nghĩ. Ok, thế là bài 9 xong nhá. À bài 10 xong. Có ai hỏi gì nữa không? Bài 10 các em chọn đáp án. Đáp án nó hỏi V đúng không? Nó hỏi V lít. Ờ hỏi V lít thì là bằng 0,15 lít. Ok, phải đáp án D. Cái nào mà các em làm đúng thì các em tích vào nhá, cái nào mà nó sai thì các em gạch nó đi, nhau nhân vào để tí tính điểm. Câu tiếp là câu số 11. Câu 11. Hai con đặc nguội không phản ứng được với. À, câu này đơn giản, nó mời Hà nào. Vì sao không phản ứng nhỉ? Ờ đúng rồi, đấy là hiện tượng gì? Ờ hiện tượng thụ động hóa, có ba nguyên tố là nhôm, sắt và gì nữa? Chrome. À, nhôm sắt chrome, mình nhầm một tí cho thuộc. Ok. Vậy câu 11 chúng ta chọn đáp án A. Đồng ý. Câu 12. À cái oleum này là kem chưa được chữa hôm nay kiểm tra có làm được à? Tiếc đấy, câu Lego mềm dễ lắm. Cái Lego mày thầy dạy rồi mà, dạy lý thuyết rồi, chưa làm bài tập thôi đúng không? Ờ, thế có ai biết Lego là gì? Trong tài liệu có rồi. Đúng rồi đấy. Lego là gì? Lego. Nào có ai biết không? Lego là gì nào? Giơ tay nào. À bài Hưng nào, H2SO4 nhân với NSO3 đúng rồi đấy.
Đây là công thức thôi, thế nhưng mà các em hiểu nguồn gốc của nó ở đâu mà ra không? Nguồn gốc của nó, nguồn gốc là người ta dùng H2 muốn đặc đặc đấy để làm gì nhỉ? Để hấp thụ SO3 thành H2SO4.NSO3, cái này gọi là oleum. Thế sau đó thì từ oleum người ta làm thế nào để ra được axit loãng hả các em? Đúng rồi, sau đó còn nó hòa tan vào nước thì được ra axit loãng. Đấy. H2SO4.NSO3 cộng với H2O thì thành H2SO4. Thế nhưng mà các em nhớ ở đây là có NSO3 thì cần phải bao nhiêu nước? N nước. Đấy. NSO3 kết hợp với N nước thì ra NH2SO4. Nhưng mà có cái một H2SO4 sẵn rồi, phải có thêm gì? N cộng 1. Đấy. Thầy dạy lý thuyết rồi nhưng mà chưa làm bài tập thôi. Lý do là cái bài oleum nó thật em là nó không có ở trong sách cơ bản. Đúng rồi, nó sẽ nâng cao cơ. Tại sao mà thầy chưa cho vào là lý do là vì thế đấy. Nhưng mà vì là các cô ở trên lớp các em là không hiểu là học cái gì thì phải thi cái đấy mới đúng, lại cứ cho linh tinh mà. Đấy là cái đấy là do lỗi của cái gọi là sở giáo dục. Nên ra là phải quy định, phải có quy định chặt chẽ chương trình như thế nào, đề thi làm sao, nội dung thế nào là phải được quy định rõ. Cứ để thả lỏng giáo viên thế nào. Cứ thả lỏng. Nên ra là theo thầy nhiệm vụ chuẩn này, đề kiểm tra một tiết, đề kiểm tra học kỳ là sở ra chung cả tỉnh. Đấy, cả tỉnh cùng thi một đề thôi. Sau đó mới so sánh được các trường nọ với trường kia là chất lượng thế nào. Chứ tự cô giáo ra thì so sánh kiểu gì. Xong thì cứ đứa nào đi học thêm cô thì trúng tổ thì điểm cao. Đúng không? Thế còn đứa nào không học thêm cô thì dù có giỏi thì cũng không trúng tổ thì điểm cũng không quẳng. Đấy. Thế rồi thầy bảo là phải thay đổi, sắp tới này thay đổi. Là người ta sẽ thi chung cả tỉnh và sau đấy lấy dữ liệu chung để so sánh các tỉnh, các trường với nhau để xếp hạng. Chứ cứ tính theo xếp hạng bằng cách là tỷ lệ khá giỏi thì từ các thầy tra cho thì từ các thầy chấm thì cái tỷ lệ thế làm sao mà khách quan được. Sắp tới là tỉnh Quảng Ninh sẽ làm như thế. Ok, sau đó thì người ta làm thế nào để xác định được H2SO4 được em? Đúng rồi, đấy, người ta cho nó dụng NaOH để xác định nó. H2SO4 cộng với NaOH thì tạo thành cái gì các em? Na2SO4 cộng H2O, các em cân bằng nào? 2, tốt rồi. Bây giờ các em tính thầy mol của NaOH đi. Hai ở đây nữa. Mol NaOH đề bài cho là bao nhiêu? 200 ml đổi lít nhân 0 nhân với 1, 0,2 mol. Đấy. Như thế đã. Xong đây các em làm được rồi đấy. Bạn nào ở xung phong thì làm tiếp. Đến đây thì làm được rồi đấy. Nào, có ai xung phong không? Thầy hướng dẫn nhá, từng bước một này. Các em từ cái này em nhân chéo chia thẳng thì ra được cái gì? Ở đấy, các em làm vào luôn đi. Nhân chéo chia thẳng. Vậy đem đây là bao nhiêu đây? Ok, tất cả vào ở đây 0,1 này. Mà ở đây đấy là chẳng qua ta bê nguyên ở đây xuống. Vậy trên này sẽ là bao nhiêu điền vào? Đúng rồi, đặt vào đây 0,1 vào thầy. Đấy. Thế sau đó thì các em lại nhân chéo và chia thẳng. Vậy mol thằng này sẽ là bao nhiêu? Đúng rồi. 0,1 trên n cộng 1.
0,1 này, 0,1 này, 0,1 nhân 1 trên n cộng 1. Đấy, mon. Đến đây ai làm được nữa? Để Dung Phong tiếp. Các em nhìn vào đề bài thầy xem là cái khối lượng của cái oleum người ta cho là bao nhiêu gam. Ok, vậy thì em lấy cái khối lượng đó em chia mà lớn của cái này tính theo n nhá, thì bằng cái số này. Sau giải xếp xôn tìm n. À, ai Dung Phong làm tiếp nào. Đây là số mon tính được từ cái NaOH. Vậy thì số mon tính được từ cái số liệu ban đầu khối lượng ấy thì hai đấy phải khớp với nhau. Lại có n của H2 SO4 thì bằng bằng khối lượng à, xin lỗi. Số mon 24. n SO3 thì bằng bằng khối lượng chia cho mà lớn, mà nhỏ chia mà lớn thôi. Đây. Em đi hả? Ừ. Đúng đấy. Em làm chưa? Được rồi, thầy xem. Nào, các em có thể cái mon đề bài theo bài đầu nó cho là bao nhiêu? 6,76 chia cho m lớn của này là bao nhiêu đây? Nó cộng vào thôi. 2,4 m lớn là bao nhiêu? 98. Thế còn cái SO3 là 80 nhân gì? Đúng rồi, nhân với n. Và đấy, vừa mình tính được ở đây thì hai cái số này làm sao nhỉ? Nó bằng nhau, nó khớp với nhau các em ạ. Vậy thì nó sẽ bằng 0,1 trên n cộng 1, sau đó em giải xếp xôn. Cái này các em không cần phải viết nhá, cái này thầy chỉ nói về nguồn gốc thôi. Không liên quan đến bài này. Cái này không cần được. Đấy, các em thử tính xem ra n bao nhiêu. Ra bao nhiêu? Âm á. Bao nhiêu? Trừ 2,45 á. Thế thì nó khó thì em đảo lên, em lộn lên. Đây, em đảo lên. Nếu mà nó giải khó thì em đảo lên nhá. Tức là nghịch đảo hai vế là 98 chia cho 98 cộng 80N chia cho 6,76 bằng N cộng 1 trên 0,1. Thì bấm này xem nó nhanh hơn không. Lộn lên thì sẽ giải nhanh hơn rất nhiều em ạ. Ở dưới mẫu giải chậm hơn. Nó ra bao nhiêu? Để thầy một chút. Hôm trước cái nhóm trường chuyên là thầy kiểm tra là nó ra đáp án rồi mà. Để thầy xem lại là 6,76 gam oleum vào nước được dung y, đúng rồi. Để trung hòa dung dịch y cần 200 lít dung dịch NaOH 1m, công thức phân tử oleum. Thầy như hôm trước là thầy sửa đề đúng không? Thầy sửa đề một chút. Đúng rồi đấy, thầy quên chưa sửa vào đây. Ok.
Em sửa lại thầy một chút nhá. Là cái 200 lít NaOH đấy em đổi lại thầy là 160 thôi. 200 đổi lại thì 160 thôi. Đúng rồi, đổi lại thầy 160 nhá. Đổi lại thầy 160. Tức là N của NaOH bây giờ bằng 0,16 nhân với lại 1 bằng 0,16 mol thôi. Ừ. Đảo lại một chút thì nó sẽ nét ngay. Đây là hôm trước thầy sửa nhưng mà thầy chưa sửa lại. Đấy, bây giờ các em kiểm tra lại xem ra bao nhiêu. Thầy sửa lại luôn cho nó lần sau đỡ bị lỗi. Một trăm sáu mươi thôi. Vậy thì các em sửa lại đây mà thành 0,16 này. Sửa lại 0,16 này. Vậy này là bao nhiêu? Ok, 0,16 nhân 1 chia 2 là 0,08. Vậy cái này là bao nhiêu? 0,08. Vậy cái này cũng là gì? 0,08. Vậy sửa lại thành một chút. Cái này bằng bao nhiêu đây? 0,08. Bây giờ các em thử giải xếp xôn luôn xem nào. Xem nó có ra không? Ta đẹp luôn là 3 hả? Thế các em thử giải cái này xem nó có chạy nhanh hơn không? Ở trên mẫu có chạy, nó có chậm không? Cũng nhanh luôn à? Máy ba này, máy Casio này nó nhanh nhưng mà Vinacan thì chắc là nó hơi chậm một tí. Thế còn nếu bạn nào mà thích nó nhanh hơn thì các em đảo cái nghịch đảo hai vế để cho cái ẩn nó ở bên trên các em ạ. Thì máy chạy nhanh hơn rất nhiều. Đảo lên. Để diêm mẫu nó chậm lắm, thử đảo lên xem có nhanh hơn không. Thử đi. Nhanh hơn nhiều rồi các em ạ. Thầy đã thử rồi và thầy rút ra điều đấy. Thử, các em bấm thử cái dưới xem nó có nhanh hơn không. Nhanh hơn rất nhiều đúng không? Kinh nghiệm nhá, lần sau em muốn giải nhanh thì các em nghịch đảo hai vế để cho cái ẩn nó lên tử các em ạ. N 3 vậy các em sẽ chọn đáp án gì? H2 S4.3 SO2 S3 S3 vậy cho nó C nhá. Đấy, cho nó ăn C. Kép hiểu bài chưa? Ừ. Khó không? Có khó không? Mi có hiểu không? Hả? Em chưa hiểu lắm đúng không? À, loát một tí đi. Thế Nhung hiểu chưa? Hai hiểu bài chưa? Thế Diệp hiểu chưa? Bảo Linh hiểu chưa? Hơi tiếc đúng không? Cách làm nói chung là nó cũng rất là dễ thôi. Nhưng mà vì em chưa làm bao giờ. Mình hiểu chưa? Chưa hiểu lắm hả? Thế chỗ nào? Em thấy chỗ nào em chưa hiểu? Thầy bảo sửa lại cái này rồi. Cái này là 0,16 thôi. Sửa lại. Đấy, thì cái này là 0,08. Cái này sửa lại thầy 0,08. Cái này là 0,08 trên. Đấy, 0,08. Đúng rồi. Vậy thì cái này sửa lại là 0,08. Đấy. Em giải thử đi xem nó có ra không. Đấy, thế cái này sửa lại thì 0,08 này. Thế Nam với Ngọc hiểu bài này chưa? Rồi. Ừ. Thế còn chỗ Minh với này.
Mình mới lại mi chưa hiểu lắm à? Thế mi chưa hiểu chỗ nào? Ơi. Thế còn cả cái bài giải này có chỗ nào em chưa hiểu không? Em hiểu rồi hả? Thế mình còn chỗ nào chưa hiểu không? Được chưa? Nếu được rồi thì thấy chưa chắc lắm thì về nhà làm lại cho nó kỹ hơn, được chưa? Làm lại nó sẽ hiểu hơn. Câu tiếp theo là câu 13. Câu 13 này siêu siêu dễ rồi. À, mày Ngọc nào? À, AL cộng với lại H2 S4 là nhà L2 S4 tất cả 3 lần. SO2 cộng nước ấy. Em cân bằng nữa nè. 26 136 đúng không? Thế có ai chưa biết cân bằng cái phương pháp mẫu xóa khử không? Chưa biết thì bảo nhá. Vậy thì em chọn đáp án là đáp án C, ok. 2 chia 6 thì bằng 1 chia 3. Vậy suy ra đáp án C, đồng ý. Câu 14. 3,68 gam hỗn hợp. Đấy. Nhôm và kẽm tác dụng với H2O4 20% thu được 2,24 lít khí hydro. Khối lượng thu được sau phản ứng. Nào, bài này siêu dễ thôi. Bạn Dương Phong không? Mời Hà nào. Thế em định dùng phương pháp giải nhanh hay giải bình thường? Cấp 14 làm gì có SO2 đúng không? Thế bạn khác ai Dương Phong 14 nào? Lâm, ai nữa? Không ai nữa. Vừa Ngọc Xuân Phong mà. Thôi à. Đức nữa. Rồi. Thế Lâm nào. Bước giải nhanh. Là M. À M muối. Bằng M kim loại. À cộng nhân 6 nhân NH2. Wow. Bằng bao nhiêu đây? Bằng 3,68 đúng không? Cộng 96 nhân cái gì? 2,24 chia 22,4 và bằng bao nhiêu? 13,28. Có đáp án. Có đáp án không? Không đáp án. Vậy thì cái đề này sai đúng không? Không phải đâu. Các em sai đấy, các em chưa biết làm đấy. Đấy. Chưa hiểu đúng không? Lâm cũng chưa hiểu cách làm đâu. Đức, có gì khác không? Cái này tại sao mà các em không biết cách làm là vì các em chưa hiểu câu hỏi. Em đọc kỹ thầy câu hỏi của nó là gì, nó yêu tính cái gì? Nó tính là khối lượng của dung dịch đấy, sau phản ứng. Chứ có phải là hỏi khối lượng của muối không? Không phải, hiểu chưa? Đấy. Nó hỏi là khối lượng của muối thì đây là thức tính nhanh thì bấm phát ra luôn đúng không? Nhưng mà không hỏi, không phải là thầy lừa mà là các em không hiểu thôi. Không hiểu đề. Ví dụ như là người ta bảo các em đến một cái nơi A mà các em lại đi một nơi B thì làm sao mà đúng không? Làm sao mà thấy được cái đích? Mẹ em bảo là ra siêu thị mua cái đấy chẳng hạn. Xong rồi các em cứ ra chợ các em tìm, ví dụ thế. Không có đúng không? Ok, vậy thì các em phải hiểu là khối lượng của dung dịch sau phản ứng hoàn toàn khác với khối lượng của muối sau phản ứng. Hoàn toàn khác nhá. Thế còn cái này là cái gì? Khối lượng muối sau phản ứng. Vậy thì nó không đúng là đương nhiên rồi. Bây giờ thầy đã cho các em hiểu rõ câu hỏi rồi, là tính khối lượng của dung dịch sau phản ứng rồi. Vậy bây giờ ai có cách tính nào không? Thầy bắt đầu có những gợi ý này. Các em có biết cách tính tiền tài khoản điện thoại của các em sau khi các em nạp tiền không? Tính như nào nhỉ?
đấy là cách kiểm tra, cách kiểm tra mà thấy cách tính cơ. Số tiền ban đầu đấy, cộng với số tiền mà các em nạp thêm vào và các em trừ đi số tiền mà các em đã sử dụng, đúng rồi đấy. Thì khối lượng của dung dịch sau phản ứng y hệt như thế các em ạ. Thầy dạy cái này rồi mà. M dung dịch sau phản ứng thì bằng M dung dịch ban đầu cộng với gì nữa? M vào dung dịch và trừ gì? Trừ M ra. Đấy. Thế cái gì vào? H24 á, H24 nó không phải là vào là cái kim loại người ta cho vào em ạ. Các em để ý nhá. Đây chúng ta có một cái cốc này, cốc dung dịch này. Đấy. Chưa cho thêm một cái gì vào thì người ta gọi là M dung dịch gì nhỉ? Ban đầu. Đề bài cho vào ban đầu là bao nhiêu đây? Không phải 20% là nồng độ. 3,68 là cái cho thêm vào. Kim loại cho vào là bao nhiêu gam? 3,68 gam. Thì cái này là vào này. Thế cái mà ban đầu ấy là chúng ta chưa tính được đúng không? Chưa tính được. Ok, vậy thì cái vào biết chưa? Cái vào là chính là cái khối lượng kim loại nó cho vào và nó khuấy lên, nó tan hết em ạ. Thì đây là chính là cái vào này, 3,68. Thế cái ra là cái gì biết không? Có hai cái ra khỏi dung dịch em ạ. Một là kết tủa, hai là gì? Là khí. Thế nhưng mà trong này có kết tủa không? Không hề, chỉ có cái gì thôi? Có khí thôi. Vậy cái khí chính là M của cái gì nhỉ? M ra bằng MH2. Cái MH2 có tính được không? 2,24 chia 2,24 cho nhân M lớn của nó nhân 2. Cái này tính dễ. Ok, vậy thì còn lại là cái gì? Đúng rồi, phải tính M ban đầu. Đấy, các em hiểu bài chưa? Hiểu cái công thức tính này chưa? Nó rất là dễ, bởi vì nó giống với công thức tính tiền thôi. Tiền trong ngân hàng em thế thôi. Đấy, bằng tiền có sẵn cộng với tiền mà các em gửi thêm vào. Và các em trừ tiền rồi các em rút ra. Ý hệt như thế thôi. Chứ không phải thầy hỏi là cách tính, cách kiểm tra tiền trong tài khoản đâu nhá. Thầy hỏi là cách tính thôi. Ngân hàng nó tính như thế các em ạ. Tất nhiên nó còn cộng cả tiền khuyến mãi nữa. Đúng không? Đúng rồi, nhưng mà thầy đang nói là nó giữ hộ thôi. Ok. Nào, vậy thì bây giờ tính thầy cái M ban đầu. M dung dịch ban đầu này. Tính từ đâu? Ai biết? Bây giờ chắc là ok hơn nào, mời Lâm lại nào. Là M của dung dịch H2O4 chính xác ấy. Tính bằng công thức nào? Bằng là M chất tan. Các em biết là M dung dịch và M chất tan thì cái nào lớn, cái nào nhỏ? Đúng rồi, lớn thì các em nhân với số lớn. Số lớn là số gì? 100, số nhỏ là gì? C% đúng không? C% là số nhỏ, tức là 20, đấy. Thế M chất tan là M của cái gì các em? Là M của H2 là 4 nhân với 100 chia cho 20 ra 50 đúng không? Số gọn 50 này. Thế M của H24 thì tính bằng công thức nào? N nhân gì? Nhân M lớn. N của H2 là 4 nhân với M lớn. M lớn của H24 các em tính ra bao nhiêu? Thực ra thì các em đừng tính mà các em phải nhớ luôn cho nhanh. 98. H24 là 98. HNO3 là 63. Đấy, HCl là 36,5. Những cái đấy là các em phải thuộc rồi, nó mới sẽ nhanh được. Cái gì bấm lâu lắm. Nhân với lại 98 và nhân với gì nữa? 50. Đến đây thì các em thử nghĩ tiếp rồi. Cái NH24 này làm nào? Đây. Thầy xin lỗi, 5, bằng 5. Đúng rồi. Bằng 5 nhá. Trước hết là đến đây các em hiểu chưa đã? Thế còn nếu hiểu rồi thì nghĩ tiếp, còn nếu không thì các em hỏi đi. Thế còn bạn nào mà buồn ngủ tí thì hơi ngủ tí cũng được. Nam vẫn buồn ngủ chưa? Sau đây Hương Nhung đã hiểu chưa?
Thế mi hiểu chưa? Đó, hiểu không? Minh hiểu chưa? Bây giờ ai cho thầy biết nào cái cách tính cho mol của H2O4 như thế nào? Đấy. Đấy. Bây giờ thầy nghĩ là nhiều người biết rồi đấy, không phải là mỗi Đức với Lâm nữa. Còn ai nữa không? Ok, thế mời Đức nào. Đúng rồi, cái này sẽ bằng NH2, chính xác đấy. Bằng 2,4 chia 2,4 là 0,1 đúng không? Được rồi, thế xong rồi thay số vào thôi. Thế bây giờ thầy hỏi lại nhá. Ai chưa hiểu vì sao có N của H2,4 bằng NH2? Ai chưa hiểu vì sao có cái này, giơ tay. Ngọc, tốt. Ai nữa? Siêu dễ thôi. Kẻ biết là H2,4. Ờ đúng rồi, con gà đấy. Thế cái H2 là gì nhỉ? Là bộ phận. H24 là gì? Là tổng thể. Thế mà cái H2 là 1. Đấy, đúng không? Vậy thì có phải bằng nhau luôn không? Hiểu chưa? Đấy. H2 mình gộp cả H2 vào là 1. Nếu mà tính H thì thế nào nhỉ? Tính H thì nó khác thôi, chứ còn tính H2 thì là gì? Nó bằng bởi vì nó gộp vào. Đấy. Ví dụ như là số con gà và số đôi chân gà thì thế nào nhỉ? Bằng nhau bởi vì là ta hai cái chân nó gộp vào thì một đôi mà. Vậy số đôi chân với lại số con gà là làm sao? Bằng nhau thì cái h này gộp lại thành h2 có phải đôi không? Đấy. Ok, vậy thì các em làm được chưa? Để thay số vào thôi. Vậy đó suy ra. M dung dịch sau. Xem mà ban đầu này, ban đầu chính là cái này đây, 0,1 này. Nhân với lại 98 nhân với lại 5 cộng m vào là 3,68, m ra chính là mol hydro nhân với m lớn 0,1 nhân với 2. Bấm máy tính đi. Năm 2,68 có đáp án không? Đáp án B đấy. Các em hiểu được câu hỏi thì các em sẽ làm đúng. Mặc dù nó rất dễ các em ạ. Năm 2,68 hay 48? 48 à? Bấm đi, cái này bấm thì không bấm được nữa thì... nếu mà chưa trừ thì sẽ là 52,68. Được chưa? Các em ghi chép xong chưa? Đấy. Bài này nếu như mà các em hiểu thì các em chẳng cần phải viết, các em ngồi các em bấm luôn. Còn nghĩ là m dung dịch ban đầu này cộng m vào trừ m ra, vào là 3,68, ra là 0,1 nhân 2. Thế còn H24 ban đầu này, đấy. H24 ban đầu đây như thế này, mình phân tích một tí thôi, ra. Ok, thế còn câu 15 thì có dễ, có cần phải trước không? Các em lấy mol của H24, mol của nào H chia mol SO2 ra không phải ra bao nhiêu nhỉ? 1,5 thì là đáp án gì? Đáp án D. Có đúng không? Đúng rồi đấy. Đáp án D. Nếu mà nó ra 2, nó ra 2,5 chẳng hạn thì là đáp án gì? Đúng rồi, đáp án A, con nào H dư. Nó ra 0,5 thì ra đáp án gì? Đáp án C. Đúng rồi, tốt lắm. Các em đừng chọn mỗi cái B không nhá, là N2, SO3 thì không đúng đâu, nó có cả dư nữa. Người ta hỏi là chất tan có gì chứ không phải là sau phản ứng thu được muối gì. Các em phải hỏi câu hỏi. Đọc kỹ câu hỏi. Rồi, hết phần trắc nghiệm. Phần tự luận nhá. Đề cương ở trường đã phát chưa? Chưa phát hả? Phần B, tự luận. Ai xung phong không? Phần tự luận. Long nào. Nhiệt phân.
chứ không phải điện phân. Ok, cân bằng nào. 2, 2, 3. Ồ, tốt lắm. O2 mà ra ozone. Đã ra SO2 thì làm gì? Cộng S, đúng rồi. Đấy, quá dễ đúng không? SO2 ra H2O4. Đúng rồi. Thế nhưng mà nếu mà các em mà làm cái này đấy thì các em không được điểm tối đa đâu. Cái này không phải trong thực tế là làm, bởi vì là mục đích là muốn ra H2O4, ra oleum thì là mình phải dùng cái phản ứng này này. SO2 cộng cộng O2 V2O5. Đấy, tê độ thành SO3. Đấy, cái này mới được điểm tối đa này. Cái này là chỉ lý thuyết thôi. Đây là sản xuất cho công nghiệp nha. Cái này không ra H24 hả? Ờ, nếu ra H24 thì được. H24 thì được, ok. Thế còn nếu mà nó ra SO3 thì... Thế ngoài ra thì còn phản ứng khác, có ai cách làm khác không? Ờ, đúng rồi. Đấy, cộng HNO3 thì thành H2SO4 cộng với lại SO2, à, cộng NO2. Đấy. 2, 2. Được, nếu mà ra H24 như thế này là chuẩn rồi, thầy đồng ý. Thế còn từ H24 mà ra oleum thì làm gì? Ok. Thành H2SO4 chấm SO3. Những phương trình này thì như này nhá, điểm này 0,5 điểm trên một câu. Đấy, 0,5. 0,5. 0,5. À, 1 điểm à, thế 0,25. 0,25 điểm trên một câu. Đấy, các em tự chấm đi, cái nào đúng thì các em cộng 0,5 vào. Bây giờ đến câu tiếp. SO2, SO3, CO2. Mày Minh Ngọc nào. Ờ, à, đúng rồi, dùng brom hiện tượng là gì nhỉ? SO2 mất màu, tốt lắm. Ờ, SO3 với CO2 là không có hiện tượng. Ừ. Ừ. Đúng rồi. Đấy. Chính xác đấy. Các em hiểu cái làm chưa? Dùng brom để biết ra SO2 mất màu. Thế còn SO3 với lại CO2 không hiện tượng thì ra sục vào dung dịch nước vô trong, cái nào kết tủa màu trắng hay là gì nhỉ? Là CO2, thế còn SO3 nó có phản ứng nhá. Nhưng mà nó này sẽ C2SO4 nó không kết tủa. Hiểu chưa? Long. Dùng BaCl2 thì càng tốt. Đấy. Dùng BaCl2 thì kết tủa trắng là cái gì? Ờ, là SO3, đúng rồi. Chính xác, cái CO2 không phản ứng. Ok, dùng BaCl2 thì càng tốt. Đều được cả. Thế có cái nào khác ngắn hơn không? Có cái nào ngắn hơn không? Ngắn hơn là các em dùng brom xong này. Ok, sau đó thì SO3 và CO2 thì cái nào tan vào nước? SO3 tan vô hạn trong nước. Thế còn CO2 có tan không? CO2 thì không. Vậy sụp vào nước thì cái nào tan trong nước? Thì là SO3. Cái nào không tan nó lại sủi bọt, nó lại bay ra ngoài thì là gì nhỉ? Gọi là CO2. Đấy, làm thế thì ngắn hơn nữa, không cần viết phương trình. Thì sụp vào nước là hóa học mà. Sụp vào nước có tác dụng với nước, SO3 dụng với nước H2O4 mà. Nó tan vào nước, đấy là hóa học lên gì nữa? À. Quy ẩm cũng được em ạ. Quy ẩm thì SO3 là cái màu nó rõ nhất, à, màu đỏ hẳn. Thế còn SO2 thì có màu đỏ nhưng mà nó vẫn còn ít đỏ hơn SO3. Thế còn đối với CO2 thì là gần như không đổi màu. Đấy, được, dùng mỗi cái tím không vẫn được nhá. Đấy. Nhưng mà cái này nó không đúng đáp án. Nên là điểm nó không được tối đa thôi. Đấy. Vẫn được. Ok, vậy thì thầy thống nhất là giống như bạn Ngọc ấy, dùng brom này, sau đó dùng CaO2 lần, hoặc là giống như bạn Long, dùng brom này sau đó dùng BaCl2 là điểm tối đa. Thế còn cái thầy nói thêm ấy là dùng nước thì cái tan hay không tan, hoặc là giống như
Bảo Linh nói là dùng quyền tím đấy cũng được. Đấy, khuyến khích thêm. Nhưng bạn nào làm đúng như thế vẫn được điểm. Câu 3. Câu 3 nó, à thế còn điểm số nhá. À, cách làm đúng được 1 điểm. Phương trình đúng được 0,5. Đấy, thế câu 3 này. Nên hiện tượng xảy ra khi dẫn khí SO2 vào K1O4 giải thích. Siêu dễ đúng không? À, mời Nam nào. Đúng rồi, mất màu K1O4. Quy trình là gì? KmNO4 cộng với SO2 cộng nước K2SO4 MnSO4 cộng H2O. Đúng rồi. Cân bằng một chút. Các em biết cân bằng không? Đây là cộng mấy nhỉ? Cộng 7. Đây cộng mấy? Cộng 2. Đây cộng mấy? Cộng 6. Vậy E cho đổi là gì? Cái này mấy cho đổi? 2 đúng không? Cái này mấy cho đổi? 5. Vậy chéo đi. Chéo là 5 đúng không? Đây là 2. Ở đây là mấy? Đây là 2. Ok. À, cộng H24 nữa. Rồi. Thầy vừa viết nhầm một chút. H24 thế bây giờ mình cân bằng này mấy đây? Cái này 2 đúng không? Vậy thì mấy đây? 2 vào đây. Được chưa? Phương trình này làm đúng thì được 1 điểm. Hiện tượng đúng 0,5 điểm mà phương trình đúng 0,5 điểm nha. Hiện tượng là mất màu tím. Không cần giải thích, chỉ nói mất màu tím này được rồi. Thằng viết phương trình ra. Đấy, cái này là 0,5 này. Cái này 0,5. Câu tiếp theo là câu 5. Là câu 4. Câu 4 thì siêu dễ thôi. Nhưng mà cái này các em chưa được đào tạo đâu. Đây là dạng bài toán ngược. Thế em nào được à? Giỏi thế, em nào nói nghe cái nào nào. Cái quy trình sau đó làm gì nữa? Ờ, tính môn BH rồi. OH trừ. Tính cho mon hóa trừ đúng không? Nhân đôi lên. Thế nhưng mà tính cho mon của cái SO2 không? Ờ đấy, thế thì làm nào? Ờ, sau đó làm gì nữa? Ờ, có hai trường hợp cụ thể như nào? Nhưng tại sao em biết là có hai trường hợp cơ? Tại sao khác thì hai trường hợp? Hả? Số mol kết tủa nó khác cái gì? Là nếu mà sinh ra từ BH thì số mol kết tủa là NA à không BaSO3 và với axit là BaHSO32. Thì khi nếu mà kết tủa số mol kết tủa ấy nó mà không đúng với lại cả BaOH thì có nghĩa còn phải cộng với axit nữa. Rồi. Tốt. Đấy, tốt đấy. Ok, thầy đồng ý. Cái này thầy cái dạng bài toán ngược là thầy chưa nói. Thầy mới dạy bài toán xuôi thôi. Rồi. Bài toán này là bài toán ngược. Đấy. Cái dạng này thầy sẽ đào tạo các em bài bản vào buổi sau. Nha.
Sau này nó sẽ phải mất khoảng nửa tiếng. Đấy, mất nửa tiếng thì các em sẽ hiểu rõ mặt về mặt bản chất lý thuyết. Đấy, chứ không phải là giải hết nửa tiếng, mà thầy sẽ giảng cho các em hết nửa tiếng thì các em sẽ hiểu một cách bản chất. Đấy, sẽ cặn kẽ vấn đề. Thế còn giải thì rất là nhanh thôi. Giải thử nhá. Đấy. Giải thử đây, là có hai trường hợp là n của CO2 bằng n kết tủa hoặc là n của CO2 bằng NOH trừ trừ đi n kết tủa. Bấm máy tính ra luôn. N kết tủa bao nhiêu mol? Bốn mươi ba phẩy bốn chia cho m lớn của nó bao nhiêu? Cái kết tủa là BaCO3 mà, à, kết tủa là BaSO3 mà. Đây cái sửa lại thật. Ờ, bằng 0,2. Rồi thế còn trường hợp 2, NH trừ trừ đi mol kết tủa, mol NH trừ là bao nhiêu? Mol NH trừ là gấp đôi mol của Ba hai lần. Đúng rồi, là 500 lít nhân với 1 nhân với 2 đúng không? 0,1 trừ đi. À 1. 1 1 trừ đi 0,2 bằng 0,8, từ đó tính V thôi. V sẽ bằng 0,2 nhân 2,24 bằng 4,48. Đấy, suy ra V bằng 0,8 nhân với lại 22,4 bằng bao nhiêu? mười một phẩy hai lít. Đấy, nếu mà các em làm thì chỉ cần bấm trong vòng mấy giây là ra. Thế tuy nhiên để các em hiểu được thực sự ấy thì thầy sẽ giảng cho các em bài bản. Ơi, ờ, xem ra bao nhiêu? 17,92 hả? 17,92 lít. 0,8 nhân với lại 22,4. 17,92, ok. Đấy, nó làm nhanh như thế thôi. Chứ còn để giảng thì các em sẽ... Tại sao mà thầy giảng thứ giảng dạng này? Lý do là vì là cái dạng này ấy, nó ở nội dung của chương trình lớp 11. Nó học vào... Hả? Lớp 10 là thực ra là cho vào là nó chưa đúng quy định. Tuy nhiên là thỉnh thoảng người ta cho vào để bẫy dành cho đội tuyển. Thỉnh thoảng nó có vài cái dành cho đội tuyển. Chương trình lớp 1 thì dạng này là dạng cơ bản. Thế còn lớp 10 thì chủ yếu là nó chỉ cho dạng gì nhỉ? Dạng xuôi. Đấy, tức là chỉ cho cái gì? Cho biết SO2, cho biết OH trừ và tính kết tủa. Thế còn dạng này là cho kết tủa tính ngược lại. Ok, thế còn câu 2. Câu 5, 2 điểm. Thầy xem một... Bây giờ hết giờ rồi, bây giờ các em thử tự chấm xem nào. Tự chấm xét được bao điểm rồi. Cộng luôn. Ờ, trắc nghiệm nhá, 3 điểm mà 15 câu. Thì 3 các em chia 15, 0,2 điểm một câu. Đấy, thế còn những cái mà thầy vừa nói thì các em chấm luôn. Được bao nhiêu thì cộng ở đây, xong buổi hôm sau thầy chữa tiếp thì cộng tiếp. Chấm từ đầu. Để phát phiếu nhé, sau đó thì thầy sẽ tổng kết điểm. Phần tự luận là thầy xem nhá. Phần tự luận thì chấm câu 1 đi, câu 1, câu 2 này, câu 3 này. Thế thôi. Câu 1, câu 2, câu 3 thôi, câu 4, câu 5 là để buổi sau thì thầy chữa xong thì các em tính tiếp. Ơi. À thầy vừa nói rồi thầy.